Anh Đồng ơi, anh Đồng có giỏi quá. Đã ăn thua gì? Tớ còn phải học các cậu nhiều nữa cơ. Nhãi rảnh cứ làm ra cái vẻ. Anh Đồng, anh đó này. Hãy xem miếng bó sở trường của ta đây. Mày muốn gì? Hả? Chúng mày định làm cái gì thế? Anh sói. Cái gì? Anh chỉ cười lớn bắt nạt trẻ con thôi. Chứ còn lâu, anh mới bắt nạt được anh Đốm nhá. Bọn này láo thật. Tao sẽ cho chúng mày biết tay. Đốm à. Lúc nào cũng Đốm, còn mình thì... lại một thằng Đốm này, ta mà sợ. Này, ây da. Này thì cấm săn bắn này. Anh Đói ơi, sao anh lại làm thế? Nhưng tấm biển này có ảnh hưởng gì đến anh mà anh lại vứt nó đi cơ chứ? Sao lại làm thế nhở? Nhóc con, ta thích thế đấy. Chúng mày tưởng chỉ có anh Đốm này chúng mày mới biết bảo vệ rừng à? Rừng là của chúng, ta thích làm gì thì làm. Chúng mày lại còn cười à? Ta sẽ dạy cho chúng mày một bài học. Biển trông ngứa cả mắt. Ta mà phải sợ. Hey, phen này ta phá hết cho thằng Đốm biết tay ta.
ơi, đâu qua đâu qua cứu tôi với. Yeah. Cứu tôi với, cứu tôi với, cứu!